Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán có cái diện tích trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có giá chào bán chỉ từ 600 triệu đồng. Hôm nay mà anh đang đứng trước một cái dự án mới của bên chủ đầu tư gửi bán khoảng tấm lô 10 căn. Đây mọi người có thể quan sát luôn, 10 căn đây ạ. Và hiện tại em đang sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà ngay đây. Em đứng ở trước vị trí cửa chính của ngôi nhà đây. Được thiết kế và xây dựng là 4 tầng, diện tích là 30m, hướng nhà là hướng Đông Nam và có cái giá chào bán là 1 tỷ 920 triệu đồng. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người, vị trí căn nhà này là nằm thuộc tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí căn nhà này mà cách khu đô thị Đô Nghĩa, cách công viên âm nhạc chỉ 500m thôi và cách điểm bến xe buýt 05 là 300m. Mọi người nhá, rất là tiện. Đây ạ. Em đứng phía trước cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là hai lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện. Đó, và lớp bên trong là lớp cửa kính kéo. Mọi người có thể quan sát, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp và an toàn. Tất cả các cửa kính này đều đó có khóa chốt đầy đủ. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng khách cùng căn nhà của em nhé. Đây, đây chính là phía phòng khách của căn nhà. Mọi người có thể quan sát luôn. Rất là đẹp, được thiết kế rất là chỉn chu. Đó, trần phào rồi là sơn, trần thạch cao, toàn bộ hệ thống ở bên ngoài phía phòng khách đều đã được thiết kế đầy đủ và có thiết kế một chiếc quạt trần ở phía phòng khách, rất là mát. Đây ạ, mọi người có thể nhìn luôn là nhà này có thể là dọn đồ về ở ngay nhá mọi người. Gạch cũng như là thiết bị vệ sinh đều được lắp đặt đầy đủ, phía bên trong là căn phòng bếp của ngôi nhà đây. Mà mọi người có thể quan sát luôn. Tủ bếp của ngôi nhà được làm bằng gỗ sồi nha mọi người. Rất là đẹp và chắc chắn. Đây ạ, toàn bộ hệ thống mặt bếp được ốp đá cũng như là có hệ thống chậu rửa, vòi rửa làm bằng inox 304 hàng nhập khẩu. Tầng 1 của ngôi nhà là gồm một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây mọi người có thể quan sát luôn. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Và ở phía bên trong nhà vệ sinh tầng 1 được ốp đá granite 30-60 rất là đẹp. Tiếp theo xin mời mọi người lên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em Ánh nhé. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây ạ, đây là phía phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà đây. Mọi người có thể nhìn thấy được lát sàn gỗ công nghiệp tự nhiên mọi người ơi, rất là đẹp đúng không ạ? Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Và được làm hai lớp, lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và lớp bên trong là inox 304. Rất là đẹp, mọi người có thể quan sát luôn. Phía phòng ngủ trong tầng 2 của ngôi nhà được lắp đặt và trang trí đèn led cũng như là đèn ngủ, rất là đẹp. Giấy dán tường, trần phào. Mọi người ngắm qua nhà vệ sinh tầng 2 cùng em nhé. Đây chính là nhà phòng vệ sinh tầng 2 của cái ngôi nhà này đây. Mọi người có thể nhìn thấy có cabin tắm, hệ thống sen cây đầy đủ và bồn tắm. Rất là đẹp và tiện nghi ạ. Toàn bộ cái hệ thống phòng tắm của cái tầng 2 này đều được ốp gạch 30-60 granite hàng loại 1, rất là đẹp. Mọi người có thể quan sát luôn. Đầy đủ lavabo, gương tắm, sen cây, rất là tiện ích cho một hộ gia đình sử dụng nha. Tiếp theo xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Toàn bộ hệ thống tay vịn, cầu thang được làm bằng gỗ trò và đá granite lát hàng loại 1. Tầng 3 của căn nhà đây được thiết kế là hai phòng ngủ mọi người ạ. Đây, rất là rộng. Tất cả các phòng ngủ đều có hệ thống cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong ngôi nhà này. Và đều được làm thiết kế hai lớp, lớp ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là hàng inox, rất là chắc chắn.
mà mọi người hướng sang căn phòng thứ hai. Đây, căn phòng thứ hai đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Với cái thiết kế của ngôi nhà này thì mọi người có thể dọn về ở ngay được rồi. Và phía tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế đầy đủ phòng vệ sinh, bồn tắm cũng như là bồn cầu lavabo. Xin mời mọi người lên tầng 4 cùng em. Tầng 4 của cái căn phòng này, của căn nhà này cũng được thiết kế hai phòng mọi người ạ. Đây, hiện tại là em không bật điện nhé, rất là sáng. Đây là một căn phòng tiếp theo. Và phía bên ngoài này là sân phơi mọi người ạ. Đó, đầy đủ vòi để lắp máy giặt. Em xin nhắc lại một lần nữa với mọi người về cái vị trí căn nhà này nhé. Vị trí căn nhà này nằm ở tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và có cái giá chào bán là 1 tỷ 920 triệu đồng. Bên chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Em sẽ tư vấn cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.